Mới đây, hình ảnh ngôi nhà cao tầng màu xanh được chia sẻ lên mạng sớm hội đã khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán và không khỏi mày mò về chủ nhân của ngôi nhà. Sở dĩ được coi là khác lạ không phải vì kiến trúc rất dị hay màu sắc, cách đi sơn khác lạ mà là bởi chiều ngang của ngôi nhà trông mỏng mảnh như lưỡi dao. Hình ảnh căn nhà siêu mỏng mảnh cao 7 tầng gây xôn xao. Kèm theo đó chia sẻ, nhà 7 tầng mặt tiền 1, 5m sâu 20m. Xây được đã tài rồi, được xây còn tài hơn và ở được còn tài hơn nữa. Như vậy, tính ra tổng diện tích của căn nhà này chỉ khoảng 30 mét vuông, tuy nhiên lại được gia chủ xây hẳn 7 tầng lầu nên càng thấy rõ sự siêu mỏng mảnh. Điều khiến nhiều người mày mò hơn nữa chính là với diện tích bề ngang chỉ 1,5 m thì gia chủ sẽ kiến tạo nội thất và bố trí đồ đạc trong gia đình như thế nào đồng thời nhiều người vẫn bày tỏ băn khoăn về việc sinh hoạt, đi lại của gia chủ khi ngôi nhà có diện tích ngang quá hẹp như vậy. Bởi ngang hẹp vậy nếu làm cầu thang bộ hình xoắn ốc hay gì thì hết cả nhà rồi còn đâu nữa nhỉ? Rồi chẳng hiểu cả gia đình ăn ngủ, sinh hoạt ra sao trong căn nhà nhỏ dài như thế nữa. Đi lại có khi còn va phải nhau nữa ấy chứ, tài khoản sợ. Lờ chia sẻ. Cổng ra vào chắc hai xe máy tránh nhau còn khó chả hiểu ở ra sao xây dựng tận 7 tầng nữa nhìn là thấy nguy hiểm. Nếu được thì mua thêm đất bên cạnh hoặc bán rẻ cho hàng xóm rồi mua chỗ khác sinh sống cho thoải mái. Chất lượng cuộc sống dựa vào nơi ăn ở mà như thế này thì chẳng chết đi được, một bạn khác bày tỏ. Dù chưa biết ngôi nhà siêu mỏng mảnh trên được xây dựng ở đâu, tuy nhiên hình ảnh này sau khi được chia sẻ cũng đã chiếm được sự bàn tán sôi nổi từ người dùng mạng.